Trời ơi. Dùng mắt luôn. Trời ơi. Dùng mắt luôn rồi chị ơi. Ôi hả? Sorry em. Người ta đã cướp đi đôi mắt của Ngô Kiến Huy rồi. Bắt đầu di chuyển. Nha. Dừng. Dừng. À. 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 Ủa sao? Sao mà rẻ sâu quá, anh hiểu quá hai tỷ hả? Trời. Trời ơi, đâu rồi không? Sức người. Sức người. À, dễ sợ. Tôi xin phép nửa tiếng để phổ biến luật lại cho Lê Dương Bảo Lâm. Anh hiểu chưa mình cười? Cái lúc mình đi á là tâm mình được bắn. Hiểu chưa? Mình dừng thì tâm mới nghe cái chuông. Ừ. Là tâm nghe cái chuông người ta bắn. Ừ. Rồi hai đội cứ vậy đó. Đội được ăn hết bánh trước đội thắng. À. Mà ai bị bắn là phải quay về vật bước ban đầu. À. Mà mình dừng thì tâm được quyền bắn. À. Mình đi tâm được bắn. Đúng. Hiểu không? Đúng. Hiểu chưa? Hiểu. Thật lòng. Thật lòng, hiểu hiểu. Ok, ok, ok. Thời gian đi kiếm mồi chuẩn bị bắt đầu. Dừng. Dừng. Chị bắn hay vậy. Tiếp tục. Dừng. Dừng. Ôi, chị bắn la pha luôn á. Chị bắn như tưới cây vậy đó. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Nhẹ nhàng thôi các bạn. Dừng. Nhẹ nhàng thôi các bạn. Dừng. Nhưng mà chị sẽ phải bắn trúng đó nha. Chị thấp xuống vậy, thấp xuống. Đúng, thấp nữa, thấp nữa, thấp nữa. Thấp nữa vậy, thấp nữa. Nghe ốm rồi, đúng rồi. 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 Ủa chị sao chị ná em? Sao chị ná vô mỏ em? Chị ná đó. Em chỉ chị mà chị ná vô mỏ em. Tiếp tục. Dân. Xuống gì vậy? Xuống gì vậy? Bên trái chị, bên trái. Chị ơi, bắn kẻ răng nghe mà chị Tâm ơi. Bắn kẻ răng. Em đứng bên đây. Xuất phát. Dân. Dân. Trời ơi, chị ba bắn vào trời. Nghe tiếng rồi nha. Đi mà đè tao vậy, đi mà đè tao vậy. Bắn chị, bắn đi chị. Bắn chị. Bắn. Còn lần cái thứ hai. Rồi, đổi súng cho thời căng. Xuất phát. Xuất đi là bụng ba là bụng. Ba là bụng. Dễ lên chị, dễ lên, dễ lên, đốn đồ vô mặt nó, đúng rồi. Dễ lên, dễ lên, đốn đồ vô mặt nó, đúng rồi. Dễ lên nữa, lên nữa. Lên nữa, lên nữa, lên nữa chị. Ra luôn rồi, qua bên trái gì, qua bên trái. Cái bên trái, bên trái, đúng rồi, nó bắn gì. Qua phải, qua. Bên trái, đúng rồi, nó bắn gì.
dạ đúng rồi, nó bắn gì? Quá phải, quá phải xíu, lên, quá phải qua rồi chết, phải quá phải qua rồi chết. Rồi lên đường các em. Rồi, đúng rồi vậy. Bên phải, đúng rồi. Đừng nhắc vậy. Chị lấy cái súng bắn rồi sao chị? Bên phải chị đập cái đầu giùm em. Được rồi. Quay cái bên mình chứ. Bên tay trái Tâm. Chị ơi, sao chị nã cái miệng em hoài vậy? Em phải im đi, tự nhiên em nói bên đây là chị biết em bị sau lưng sao? Ồ. Chị cho em miếng nước chấm chị. Rồi, cảm ơn chị. Sorry Tuấn, sorry Chris. Xuất phát. Dân bên trái chị, thẳng mặt chia bên trái chia bên trái Tâm không biết bên trái bên phải hả Tâm? Bên kia bên trái mà bắn bên phải. Dân chị mở mắt bắn bên phải. Chị ơi chị bắn lọt khe em luôn á chị bắn lọt khe em luôn á chị nè. Chị ơi, chị vừa lọt khe em luôn đó chị. Chị Tâm, không ngờ chị nã em cái lọt khe đó. Em nhớ suốt đời chị Mỹ Tâm à. Tự nhiên à, Tâm ơi bên trái, cái mà bắn bên phải. Đúng rồi, em nhớ mãi suốt đời. Di chuyển. Dân. Dân. Ủa cái súng gì đâu? Dân. Ủa cái súng gì đâu? Đó, súng đó. Rồi em ăn cái thứ ba. Em ăn cái thứ ba rồi. Áo tròn. Lâm ơi chơi dở quá, Lâm chơi dở quá. Di chuyển. Ăn được mấy cái rồi. Sau lưng nè. Thẳng chân rồi thoải mái, thẳng cái chân mình á. Chị dậm lên giùm em. Rồi. Gia đình không cho con ăn hay sao mà con Lê ăn bánh dữ vậy con? Đi về gia đình không cho con ăn rồi. Xuất phát. Lỡm rồi. Đúng rồi. Di chuyển. Dân. Á. Chị ơi. Qua cái nữa chị ơi, qua bên nữa. Phải nè, phải chị. Nè Tâm ơi, phải nè, phải đúng rồi, nè, phải miếng nữa nè. Đúng rồi, chị xuống. Thấp xuống nè, phải nè, phải đúng rồi. Trời dữ quá à. Trời dữ quá à. Hướng 1 giờ nè Tâm ơi, hướng 1 giờ. Cái đó 12 rưỡi thôi. Trời ơi, bây giờ tao biết được 1 giờ, 2 giờ. Anh cứ trái phải đi. Đúng rồi, bắn đi, bắn đi. Rồi xong. Đúng rồi, bắn đi, bắn đi. Rồi xong. Rồi, chị xuống chị, xuống chị. Xuống, xuống, xuống đó. Xuống rồi. Xuống, xuống đó. Xuống rồi. Xuống, xuống đó. Xuống rồi. Con thầy ơi. Rung mắt luôn. Trời ơi. Rung mắt luôn rồi chị ơi. Ôi hả? Sorry em. Người ta đã cướp đi đôi mắt của Ngô Kiên Huy rồi. Bắt đầu di chuyển. Nha. Dân. Dân. À. 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 Ủa sao? Sao mà nghĩ sao qua anh hiểu quá A kỹ hả? Rồi. Chơi hiểu được không? Ác dễ sợ. Nghe tiếng của ai đang đứng đây vậy? Đúng rồi chị, qua phải nữa. Qua phải nữa chị. Qua phải. Đúng rồi. Còn một người chị ơi, yên tâm đi. Ai đang đứng ở đâu ta? Rồi di chuyển.
Dân. Ồ, hay quá vậy. Hay cái gì bà bắn tôi nãy giờ bắn hoài luôn á. Em quá hay. Trời ơi. Mày trái đi. Mày trái đi. Ôi mà sợ lắm nước em rồi. Rồi xong. Rồi xong. Di chuyển. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chị nghe em. Dân. Chị nghe em. Chị đưa chân lại. Đừng. Chị đổi rồi. Đúng rồi. Chị lên nữa. Bắn lên chị. Bắn đi. Bắn lên chị. Lên nữa. Bắn lên chị. Bắn đi. Bắn lên chị. Bắn. Bắn đi. Cái gì vậy? Bắn chị. Bắn. Rồi chết hết. Hết giờ. Sao? Hết giờ. Vô con mắt em hoài vậy? Vô mắt tôi luôn làng. Cái này là tài tướng nha. Nè, tác phẩm của cô nè. Xin lỗi. Cho miếng nước. Sorry mọi người. Cho miếng nước. Bạn. Em không thấy đường nữa rồi. À, cái trò chơi hôm nãy thì rất là xin lỗi các bạn. Cái là do chương trình hơi ác chút xíu. Thế à, mới tới biết chương trình ác liền. Mới tới biết chương trình ác liền hả? Cảm rất là vui. Nói chung là thấy chương trình cũng nhẹ tay cho khách mời. Thật ra là những trò chơi cũng khá phù hợp. Tâm chỉ sợ là Tâm không làm cho mọi người thấy vui hơn khi mà tham gia chương trình thôi. Nên là có gì mọi người bỏ qua cho. Trước đây thì các bạn đã từng ước mơ có Mỹ Tâm tham gia chương trình và chúng tôi đã thực hiện được. Đội đông vui, các bạn có thêm một điều ước, nhưng điều ước của các bạn phải trong giới hạn chúng tôi thực hiện được và chúng tôi sẽ thực hiện ở các chặng sau. Bây giờ, các bạn có thể ghi điều ước của mình. Ước là khách xe tăng lên gấp 3, 5, tăng lên gấp 3, 5. Trời, Tâm nói đồ tế quá. Tâm nói là ước gì, khách xe tăng lên 3, gấp 5. Cho mọi người đỡ cực không? Chắc đợt sau đuổi, đuổi hết. Thì chị làm sản xuất đi, thì chị làm sản xuất đi. Bây giờ ước ngủ đi. Ước ngủ. Ngủ ở ngoài lạnh lẽo lắm. Là có khi bị tuyết với là em là hay bị ngủ ở ngoài nhiều nhất. Đừng có ước mà loại ba anh em tôi nha chứ. Anh nói em mới nghĩ tới. Ngủ 8 tiếng trở lên. Cho mà gợi ý kìa. Ước gì thì mình đừng ngủ 8 tiếng trở lên. Ngủ có nhiều nhà hơn. Đi nhà đừng đi quay. Làm nghề phải làm yêu nghề. Mấy đứa này thì nào cũng phát triển. Hai mà sống đời mà dài nó hoài. Ước loại Lê Dương Bảo Lộc. Ngay lập tức luôn. Ước loại Lê Dương Bảo Lộc. Ngay lập tức luôn. Ác quá. Người làm trời nhìn. Năm anh em ngủ sướng hết chương trình. Tất cả các mùa. Có năm anh em vậy. Ôi anh tự biết anh đi ra luôn. Hay quá trời hay. Ủa sao không nói mà biết hả? Hiếu ơi. Thôi đừng nói tội nghiệp nó. Tội nghiệp nó đâu trời ơi. Loại trừ lắm. Loại trừ là khai trừ hả? Khai trừ luôn hả? Thì ngủ ở đâu nha, ngủ ngon là giống như là... Đúng rồi, ngủ ngoài đường. Câu văn của mình phải chuẩn. Trời ơi chị ơi, thiệt. Đúng rồi, biên tập sẽ lái. Ngủ ngon, ngủ ở đâu cũng ngon được thì sao? Gì được ngủ trong phòng máy lạnh, có đồ ăn và ngủ ngon. Rõ ràng như vậy. Thật sự, ước gì. Không có ai làm phiền. Ngủ trong phòng lạnh. Dạ, yeah. Ngủ trong phòng lạnh. Trời ơi, đẩy vô phòng lạnh, phòng đông lạnh đó chị. Đẩy vô phòng lạnh. Rồi, phòng máy lạnh. Bệnh viện thì phòng lạnh nhiều lắm. Có được ăn như em đâu. Dạ, rồi. Ước gì mấy anh em chúng tôi được ngủ trong phòng máy lạnh. Ước tất cả đúng không? Ừ. Rồi đi ở nhà đi quay làm chi? Ừ. Sao vậy? Thôi loại anh đi anh. Xong mà anh em ước cho. Ước tất cả. Thôi đi quay mà ngủ gì thôi. Tôi xin phép tôi ở nhà. Trừ Lê Dương Bảo Lộc. Giờ tôi đi làm việc với công ty Mỹ Tâm Entertainment rồi. Chị hứa với tôi rồi. Hứa gì nè? Hứa là cho tôi phim điện ảnh 3 vai 9. À 3 vai 9 luôn hả? Một phim mà cái 3 vai 9. Rồi có vài game show thì sao? Vài game show là chị tự sản xuất luôn. À có mình em thôi hả? Đúng, tôi hả phụ việc giúp việc nhà cho chị. Ngủ phòng đẹp, có điều hòa. Khoảng tiếng nữa mình xong không? Chờ xíu anh ơi, đem lên công chứng nè. Tụi em phải ghi đặt điều khoản, bây giờ luật sư nó kỹ lắm. Đồ. Từng khoản một. Đúng rồi. Biên tập hay lái lắm anh ơi. Đồ ăn ngon. Giờ đủ rồi ha. Thôi trừ Dương Lâm đi, nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Dương Lâm đi. Ồ nào, biết sợ trừ Dương Lâm. Trừ Dương Lâm. Hít cái gì nhanh quá. Ký tên em á. Ký tên. Tại đâu? Dẫn lên tay đi anh ta. Lên tay. Rồi. Cảm ơn. Và tụi em ước rằng là tất cả các anh em sẽ được ngủ ngon ở phòng máy lạnh, trừ Lê Dương Bảo Lâm, và anh ta đã đồng ý và lăn tay. Trời ơi.
Đông vui là đội chinh phục được nhiều ước mơ hơn, nên các bạn sẽ nhận huy hiệu người nắm giữ ước mơ của hành trình này. Ba cái huy hiệu để về gặm chơi thôi. Trời ơi. Huy hiệu lo nha. Cảm ơn chị. Cô kiếm quy kinh doanh thất bát quán cà phê dẹp luôn à. Viết phạt rớt cái dài Hiếu thứ hai quay MV vlog không ai coi. Không ai coi. Không có vậy. Không có đâu. Mình cứ chù vậy là mình lên. Đội Đông Nam, các bạn cũng có quà. Xin mời quà cho đội Đông Nam. Wow. Cái này giúp đi thăm bệnh ha. Bệnh viện thăm hay tặng. Hy vọng với những chiếc mền này sẽ giúp cho các bạn một giấc ngủ thật ngon và nhiều giấc mơ đẹp. Ôi, thích rồi, chưa? Thiền định đi em. Suy nghĩ là những gì mình đã đối xử với anh em. Rồi. Rồi anh luôn. Để hỗ trợ. Vỗ tay đồng nhiệt. Yeah. Cái hành trình của mình đã trôi qua trong những ngày nắng nóng, nhưng mà cái nắng nó không bằng cái việc mà chúng ta mang lại nhiều cái tiếng cười cho quý vị khán giả. Đó là cũng là mục đích chung của anh em mình. Thực ra thưa quý vị, là đi quay thì có những cái chương trình nó cũng cực, mà cái cực đó thì nó nằm trong cái sự lựa chọn của nghệ sĩ, lựa chọn cực để mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Đó là một trong những tiêu chí của chương trình. Và ngày hôm nay có sự góp mặt của Mỹ Tâm cũng là một cái liều thuốc cho trái tim và khiến anh em chúng tôi cũng cảm giác là thoải mái và hưng phấn hơn. Rất vui, rất hài lòng, và hy vọng rằng là mùa này của các bạn